Tờ The Athletic và chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano gần đây cho biết MU đã đi đến thống nhất với tiền đạo Joshua Zirkzee về các điều khoản cá nhân. Cầu thủ người Hà Lan cũng đã có cuộc gặp mặt huấn luyện viên Ten Hag. Vấn đề của MU ở thương vụ này chỉ là mức phí chuyển nhượng. Câu lạc bộ chủ quản của Zirkzee là Bologna yêu cầu số tiền rơi vào 34 triệu bảng Anh, trong khi Quỷ Đỏ không muốn trả con số ấy. Họ lo ngại không đảm bảo được luật công bằng tài chính nên đội chủ sân Old Trafford đang thương thảo thêm để có những điều khoản bổ sung. Nhờ vậy, MU sẽ giảm được phí chuyển nhượng. Zirkzee có mùa giải 2023-2024 thi đấu khá tốt. Cầu thủ sinh năm 2001 ghi 12 bàn sau 37 trận trên mọi đấu trường cho Bologna. Anh còn được triệu tập lên đội tuyển Hà Lan dự Euro 2024. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa có nhiều đóng góp. Song song với mục tiêu chiêu mộ Zirkzee, MU còn cố gắng nhanh chóng hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ De Ligt. Hiện đội chủ sân Old Trafford đã rất gần với việc có được sự phục vụ của cầu thủ này. De Ligt có tham vọng đến nửa đỏ thành Manchester thi đấu. Anh cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với MU. Vấn đề còn lại nằm ở việc Quỷ Đỏ và Bayern Munich sẽ thống nhất ra sao về mức phí chuyển nhượng. Nếu MU chiêu mộ được Zirkzee và De Ligt, họ sẽ có sự bổ sung chất lượng cho hàng công lẫn tuyến phòng ngự. Zirkzee có thể là đối tác ăn ý với Højlund trên hàng công, còn De Ligt được kỳ vọng trở thành người thay thế xứng đáng cho Varane.